Mới đây, bức ảnh chụp lại cảnh một tài xế rác bỏ xe máy ở ngoài, chui vào cốp ô tô ngồi gây chú ý. Theo những người chứng kiến, vì trời mưa quá to, tài xế rác không tìm được chỗ trú nên chủ xe ô tô đã mở hẳn cốp sau, cho anh vào ngồi nhờ trên đường. Hành động của chủ xe này đã ngay lập tức khiến cả phố phải kinh ngạc ngoái nhìn, người thì suýt xoa trầm trồ khen ngợi chủ xe tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người lạ, người thì ngán ngẩm thở dài vì sự giúp đỡ không đúng chỗ. Tài xế ô tô đã cho anh rác trú mưa theo cách đặc biệt làm sao? Mở cốp sau để một người không quen biết vào trú nhờ khi cơn mưa hừng tới quả thực là hành động đặc biệt kỳ lạ. Chủ xe kể ra cũng hào sảng, tốt bụng thật đấy, nhưng mà anh có thấy mình nhầm quá không vậy? Dừng xe giữa đường, gây cản trở giao thông. Chủ xe có ý thức được việc mình làm không? Thành viên Lân Thành bình luận. Đa số người xem bức ảnh trên đều phải trầm trồ khen ngợi chủ xe ô tô nhanh trí, tốt bụng giúp đỡ tài xế rác, nhưng còn tôi xin phép chỉ trích nhé. Mưa to thì chạy xe một đoạn nữa sẽ tìm được chỗ trú thôi, đâu cấp bách tới mức phải chui vào cốp xe ô tô đang dừng giữa đường, gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác. Thành viên Kiên Trần bình luận.